ông bà, cô chú, anh chị. Thuật lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với Dục 10 trên kênh Bán Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên ở trong video thì cho hai anh em xin được gửi một lời chúc sức khỏe tốt lành tới tất cả các bác, cô chú, anh chị đang theo dõi thước phim và mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước của bác nhé. Hôm nay thì cháu Đức lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Như những cái thước phim hôm trước của bác theo dõi được thì cũng đã biết rằng là nhà của em Sử thì hiện tại là tất cả mọi cái là đã đi vào hoàn thiện xong xuôi rồi cô bác ạ. Hiện tại thì hai anh em không có bật tivi để mà xem nữa. Trời tiết hôm nay thì hưởng hưởng nắng lên một chút rồi cô bác này. Đấy, có lẽ là trong 1-2 ngày tới thì cháu Đức sẽ cùng với em Sử với lại ông bàn bạc để làm cái ngày tân gia, xem là cái ngày nào mà phù hợp đối với bao cháu để mà lên tân gia, lên nhà mới. Thì bao cháu sẽ lên chuyển lên trên nhà mới ở hoàn toàn. Như ngôi nhà cũ thì còn những cái đồ đạc gì nữa không nhỉ? Còn 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 quần áo gì không? Có ạ. Còn là quần áo à? Vâng. Thế quần áo thì móc thì cũng đã có rồi, tủ thì cũng đã có rồi. Quần áo thì đem lên xong là đem lên trên tủ cất nhá. Vâng. Rồi, em Hải thì hôm nay là đi học à? Vâng. Còn ông thì đi đâu rồi? Ông đi hộ người ta rồi. Ông là đi hộ người ta à? Vâng. Thế là một mình là Sử là ở nhà. Vâng. Và hôm nay thì cháu Lực lên thì cháu Lực cũng có đem một cái phần quà tới cho ba ông cháu nữa cô bác ạ. Đây. Ở đây thì phần quà của bà Bích, bà có gửi cho cháu Lực cô bác ạ. Ở đây thì là bà nhờ người gửi cho cháu Lực cô bác nhé. Và ở đây thì bà có gửi cho cháu Lực là hai thùng quà. Hai thùng quà thì trong đó thì bác có, bà có bảo cho Lực rằng là san ra chia làm 3 phần. Và trong đó thì sẽ cho em Quân là một phần, và cho cháu Lực là một phần, và cho hai anh em Hải Sử với lại ông là một phần của bác nhé. Ở trong này thì cháu Lực cũng đã bóc và chia ra rồi. Đấy, cho em Quân một phần nữa. Và hôm nay lên thì cháu Lực cũng lên là sẽ để cho em Sử là em ấy tự bóc lại luôn. Đấy, còn hai cái thùng nhỏ kia thì là cháu Lực với lại em Quân là chia. Còn thùng to này thì để cho ba ông cháu đi Sử. Bây giờ Sử bóc cái phần quà này ra nhá, xem là bên trong là gồm những cái đồ gì nhá. Đây này thì những cái phần quà nào mà được các bác gọi cháu Lực thì bảo là cháu Lực bóc ra thì cháu Lực mới bóc của bác nhé. Còn là những cái phần quà nào mà các bác không có bảo gì hết, cháu Lực đem tới những hoàn cảnh nào thì cháu Lực sẽ bóc. Các bác ghi ở ngoài thì cháu Lực mới biết là đem lên thôi. Trong đây thì là gì? Bánh kẹo. Hả? Bánh kẹo đấy. Bánh kẹo à? Ừ. Thế thì em thử mở ra hết xem là gồm những cái bánh gì nào. Đây, em mở ra, mở đặt hết ra ngoài xem là gồm những cái gói bánh gì. Hai gói bánh, có một gói bánh gạo này, hai gói bánh này thì có thể là để phòng khách người nuôi cũng được đấy. Ba gói đấy là cái kẹo gì đây, đây là kẹo gì đây, cái này là kẹo nho à, không phải quất. Thêm kẹo thùng này thì tất cả là đều hoàn toàn là bằng kẹo hết rồi cô bác này. Đấy, còn cái này là lương khô Sử nhá. Để lúc mà mình đi chăn trâu hay là mình đi lấy củi chẳng hạn thì có thể đem thứ này đem đi ăn cùng nhá. Vâng. Là lương khô nhá. Đấy. Đấy, thêm là bánh này đúng không? Vâng. Đây cũng là bánh à? Vâng. Ăn luôn không hay là để ông về mới ăn? Cứ ăn đi, nếu mà ăn đây, ăn thì sau tí anh em mình lại đi làm việc khác nữa. Để đặt là luôn ở cái nào mà không hết thì mình có thể cất vào trong phòng nhá. Đấy. Khá là nhiều bánh các bác này. Em Quân thì cũng có một phần và cháu Lực cũng có thêm một phần nữa các bác nhé. Bánh ấy là bánh gì đây nhỉ? Nhìn ở ngoài, nhìn ở trong thì có vẻ như kiểu sô-cô-la một chút. Cái phần quà này là của bà Bích, bà gửi cho nhá. Gửi cho ba ông cháu nhá. Rồi anh xin cho anh thử xem một con của bác nhé.
đây thì cái kẹo này sẽ có gồm là 2 túi, cho nên cho em Quân 1 túi và cho em Sử là 1 túi. Bây giờ thì cho phép cháu được xin được phép là ăn cái quả quất của bác nhé, Việt quất của bác nhé, ăn và cảm nhận xem là như nào thử. Ngon à? Đã từng ăn kẹo này bao giờ chưa? Không biết. Chưa biết à? Đây là quả ấy, quả Việt, quả cherry ấy. Thì nước ngoài gọi là cherry sao, còn Việt Nam thì gọi là Việt quất sao? Khá là ngon đấy. Ngon và ngọt. Cháu này cũng xin thay mặt là bao cháu gửi một lời chúc tới bà Bích, chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Ở đây thì là những cái gói kẹo này là bà tự đi chọn và mua và gửi lên cho các em của bác ạ. Sử gửi một lời cảm ơn tới bà nhé. Vâng. Con cảm ơn bà đã gửi kẹo cho ba ông cháu ạ. Cô chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc ạ. Và hiện tại nhà của ba ông cháu thì cũng đã xong hết mọi cái rồi cô bác ạ. Đấy, có lẽ là sẽ chỉ còn vài cái thước phim nữa thôi, vì là cháu Lực cũng sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ mà tất cả các bác tin tưởng cháu Lực và đã giao cho cháu Lực để mà hoàn thiện cái ngôi nhà của ba ông cháu. Chỉ cần là tân gia nữa thôi là gọi là tất cả mọi cái coi như là và còn sẽ có thêm một video nữa. Một video đấy là video anh sẽ công khai tài chính. Ngày hôm tân gia thì cháu Đức sẽ không có công khai tài chính luôn. Tân gia thì đang là ngày vui cho nên là cháu Đức sẽ không có động chạm gì đến cái giấy tờ hay là sổ sách gì cả. Đến hôm tân gia xong thì cháu Đức sẽ lên và một cái video thì sẽ lên nguyên là công khai tài chính của nhà ba ông cháu xem. Đấy, ở đây thì có rất là nhiều các bác cũng có thắc mắc rằng là tại sao mà cháu Đức không có nói ở trên video là mua một cái xi măng là bao tiền, cắt là bao nhiêu tiền một khối. Đây, cháu Lực cũng nói và là lúc nào mà cháu Lực đi vào tân gia, đi vào ấy, tân gia ấy thì cháu Lực tân gia xong thì cháu Lực mới công khai cái phần tài chính lên. Ở đây thì cháu Lực cũng xem rất là nhiều những cái kênh YouTube làm thiện nguyện ở trên vùng cao, những kênh lớn thì cháu Lực cũng xem các anh ấy làm, thì cháu Lực cũng học hỏi các anh và làm theo. Đấy, có thể là vừa cháu Lực vừa báo các bác hôm tân gia thì đang là ngày vui cho nên là không, các anh không muốn động chạm đến cái phần giấy tờ gì cả. Đấy, qua hôm tân gia thì sẽ bắt đầu là vận động chạm cái giấy tờ đấy vào nhiều hơn. Đấy, nhưng mà cũng phải nói là trong thời gian qua nếu mà không có các bác Mạnh Thường Quân cùng cháu Lực để mà đồng hành thì cháu Lực không biết là làm sao mà hoàn thiện cái ngôi nhà của ba ông cháu nhiều nhất cả. Đấy, khi mà cháu Lực đi mua sắm nội thất cho ba ông cháu xong thì phần trang trí nội thất ở trong nhà thì cũng có rất là nhiều bình luận nói cháu Lực thế này thế kia cả. Đấy, nói rằng là bộ bàn ghế mình kê như này thì nó sẽ không có được gọi là được phong thủy hay là như nào. Đấy, nhưng mà thí dụ bây giờ mà mình đặt cái bộ bàn ghế mà hiện tại cháu Lực đang nói với bác nhá, thấy cái bộ bàn ghế chỗ của em Sử là sẽ quay ra bên này, còn hai cái ghế bên này thì nó xoay bên kia thì sẽ lại không có xem được tivi ở bên đấy nữa, và tivi mình lại đặt ở chỗ khác thì các bác nếu mà xem được thì tivi các bác là sẽ tính là sẽ đặt ở đâu đó. Đấy, nó sẽ đặt gọi là không có một cái góc nào để mà mình nhìn thôi. Và ở đây thì khi mà mình đặt như thế này thì có thể là hàng xóm nhà Sử có rất là nhiều nhà chưa có tivi để mà xem thì cũng có thể là giải chiếu và ngồi ở phần dưới này để mà xem cũng được. Đó, cháu Lực cũng đã tính tất cả mọi cái rồi thì cháu Lực mới làm là như vậy cả. Và như cái phần khoản mà làm nhà của ba cháu của bác ạ, thực sự ra để mà nói thì để mà cân đo đong đếm ấy, thì cháu Lực chưa có biết là kinh nghiệm cho lắm, cho nên là đến lúc mà cháu Lực hoàn thiện ngôi nhà của ba cháu xong về cái phần là điện nước thì đến lúc đấy thì kinh phí của nhà ba ông cháu thì hầu như là cũng hết rồi. Nhưng mà cháu Lực vẫn tiếp tục là gọi mấy anh em thợ nước này
đội thợ điện nước của bác để mà làm cho lực, còn âm bao nhiêu thì cho lực sẽ tính sau về cái phần khoản này. Nếu mà có các bác nào mà cùng cho lực mà chung tay để mà hỗ trợ cái phần khoản âm đấy thì là một cái điều mà rất là tốt và một cái điều mà rất là vui mừng đến với cháu Lực. Cháu Lực cũng mong muốn làm sao mà khi mà cháu Lực bán được những cái mặt hàng ở trên kênh thì cái phần âm ở đây thì cháu Lực cũng mong muốn là làm sao mà trích ra một chút để mà cùng các bác hỗ trợ ấy. Nhưng mà về cái khoản âm, nếu mà âm quá là nhiều thì các bác cũng đã biết kênh của cháu Lực thì bán hàng thì cũng không có nhiều cái khán giả và nhiều khách hàng cả, cho nên là Tấn Lực cũng chỉ giúp được cho ba ông cháu một cái khoản và một cái phần nào đấy thôi. Qua cái thước phim này thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ nhận được tấm lòng vàng của các bác, cùng với cháu Lực làm sao mà hoàn thiện cái phần kinh phí về cái phần điện nước đã. Bây giờ thì cũng đã làm xong hết rồi các bác, nhưng mà cháu Lực cũng nói với các anh em thợ là để lúc nào mà gần đến Tết rồi thì cháu Lực sẽ đi giả các anh sau. Và các anh thì cũng biết là cháu Lực làm cái ngôi nhà này cực kỳ mà vất vả và cực kỳ là khó khăn, cho nên là các anh cũng đồng ý là cho cháu Lực nợ các anh thêm 1 2 ngày nữa. Còn bây giờ thì hai anh em mình đi ra ngoài xem là mình dọn dẹp lại một chút là phần phía bên ngoài xử nhá. Vâng. Thế bị bánh thì để đây được không? Được rồi. Được à? Thế thì tối nay để cho ông với lại em xử cùng ăn nhá. Rồi, có cần để lại vào hộp không? Đây, thì em cất lại để vào hộp đi. Khi mà cháu Lực trang trí nội thất của bác này, cháu Lực cũng nhận được rất là nhiều những cái phần bình luận và những cái lời comment gửi tới cho cháu Lực. Tiêu cực cũng có và tích cực cũng có cô bác ạ. Đấy, nhưng mà ở đây thì cháu Lực không gọi là thể là nghe theo một ý kiến của các bác được, mà cháu Lực sau chối lại những cái ý kiến của các bác để mà cháu Lực làm sao mà giúp cho ba ông cháu trang trí xong và làm sao mà để mà làm phù hợp nhất ở trên bàn. Vào trong nhà tắm thì tất cả mọi cái thì cũng đã làm xong hết rồi có bác này, đường nước đường điện thì cũng đã ok, và đặc biệt cái bình nóng lạnh thì cũng đã có rồi. Đấy, có rất là nhiều các bác cũng có nói bảo là ở trên bàn thì mình không nên sắm những cái đồ vật dụng như này cả, đấy mình sắm để làm gì đấy. Nhưng mà những cái món đồ này thì được các bác mạnh thường quân là thương yêu các em, muốn làm sao mà giúp cho các em có được những cái món đồ đấy. Ở đây thì các em là chưa bao giờ từng có những món đồ này cả. Cái gạch này thì bây giờ thì dọn ra vứt lại ở chỗ bên kia đi. Ngày hôm nọ thì gạch này có bác này, sự việc hôm trước ấy, thì các bác cũng đã theo dõi được rằng là mẹ của các em là lên đây để mà coi như là phá đồ ra, không muốn cho mấy anh em thợ để mà làm. Vậy ở gạch thì hiện tại bây giờ đang có một biển mai luôn. Sau này thì cái phần sỏi này thì em sẽ định tính làm gì sử? Sỏi này sau này em sẽ định tính làm gì? Không biết ạ. Vẫn là chưa biết à? Đúng. Đấy, về phần sỏi cắt thì cũng có thể là bây giờ các em sử đang một phần là cũng chưa có kinh phí và một phần thì cũng đang chưa hình dung ra được là mình nên làm cái gì cả, cho nên là vẫn chưa biết. Trần Lực cũng đổ phần sân ấy, chỉ là cũng đổ tới đây thôi. Khi mà có ánh nắng chiếu vào ấy thì nhìn trong ngôi nhà rất là nổi trội luôn các bác ạ. Đây, và phần bên ngoài thì cũng có thêm một cái bóng đèn để mà chiếu chéo ra ra phần phía bên ngoài nữa các bác nhé. Bây giờ thì phần trong nhà thì đã xong hết rồi, còn những công việc này thì những cái tấm chăn này thì là chăn cũ rồi, cho nên là mình có thể là bỏ đi được. Chăn này thì là còn dùng nữa không sử? Không ạ. Không dùng à? Không dùng thế thì một tí nữa mình bỏ ra một cái góc nào đấy nhá. Đấy, xong là mình cào lại cái đường nước này này, gạch điếc này, thì mình cào cho nó xuống sâu sâu một chút. Đấy. Đấy.
cái nguồn nước này cô bác này, nguồn nước này thì bây giờ hiện tại là còn có một tí tí đấy thôi. Và đến lúc mà làm là tân gia nấu cơm nấu cháo thì có thể là chắc là phải là xả cái vòi nước trên kia xuống rồi. Đấy, đằng sau này thì bây giờ là cái phần nước này của bác này thì vẫn còn chảy ra một chút của bác nhé. Đấy, nhưng mà cũng đã làm xong cái phần dánh nước của cái rồi, cho nên là nước khi mà chảy về thì nó cũng chảy chẳng ảnh hưởng đến cái phần móng nhà cả. Cái này sửa ơi, em sửa lại chỗ này đi, đừng để cho nó nước nó tràn xuống dưới này. Mình sửa lại để mình tận dụng lại cái nước này để mình khi mà mình nấu cơm ăn trên này ấy, chân ra ấy, rửa chân rửa tay ấy. Hôm qua thì có một cùng đá nhờ bên xá hầu như là cả hai xá luôn các bác này để mà vào và xem cùng số lực can thiệp cái vụ mà ông nọ là người mẹ mà ném gạch qua đây đấy, ném gạch qua đây và đồng thời thì cũng đổ nước vào phần phía bên trong nhà. Thì thành ra là lúc mà đến lúc mà mấy anh em thợ làm ấy thì nó như kiểu là bị ướt ướt ở trong nhà một chút. Đấy, đấy là phải đắp đắp lại một chút đấy nhở. Còn có một tí tí thôi. Đấy, bây giờ thì đổ cái chậu này đi. Nguồn nước này mà có quanh năm thì có thể là xây ở đây, có một xây ở đây một cái bể cho nhỏ đây cũng được cô bác, xây ở cái chỗ mà khu em sửa đang ở đây. Xây xong thì chắc là cũng phải mắc rất là nhiều nơi ấy. Một là chỗ là ở trên này này, còn là một chỗ là chỗ em sửa đang sửa hiện tại. Về nhiều chưa? Đây lấy cái này để này. Mong sao là trong thời gian tới thì khi mà đi vào Tân Gia các bác thì đừng có mưa để cho cái công việc mà nấu cơm bếp núc mọi cái thì sẽ được ok hơn. Sử thì có ở trên này thì có ai hay nấu cơm không? Nếu mà nhà đình gia đình mình có việc gì làm ấy thì là bà con ở trên này còn có lên hộ để làm Tân Gia không? Có ấy. Có đúng không? Thế là mình không phải là thuê người đâu đúng không? Vâng. Rồi. Ở đây thì chỗ lực cùng nhận được một số khoản của các bác gửi cho. Thứ nhất là có là chị Giáng My, và thứ hai thì có là hai chị Nguyệt Thúy, và thứ ba thì có bà An Phạm đã gửi cho. Đấy, bây giờ cái chăn này này, chăn này thì không lấy thì đem đi ra đằng sau nhà kia vứt ở chỗ kia đi. Sau mà nó khô thì mình đốt nó đi. Đấy. Chăn này thì cũng từ chăn của ông đúng không? Chăn của ai ấy? À, chăn của mấy anh thợ đúng không? À, chăn của các anh thợ ấy cô bác ạ. Đây, đây cái mấy cái lăn sơn này, cái lăn sơn này thì chắc là mấy anh em khi mà lăn xong ấy thì cũng không có dùng nữa. Hiện tại thì tôi đang nhìn thấy là vừa có sương mù dày đặc và vừa nắng nữa. Ở đây thì tôi cũng đọc được một số bình luận ở trên kênh nói rằng là chưa từng bao giờ là nhìn có mình vào ngôi nhà mà có nhiều cái cửa sổ như thế cả. Ở đây thì khi mà tôi tận dụng lại những cái cánh cửa sổ này thì để mà làm ánh nắng khi mà nó chiếu vào trong nhà. Cái này thì sẽ để đây đó. Chắc là cái này mấy anh em thợ cũng chẳng có lên lấy đâu các bạn. Những cái đồ lăn sơn này này. Những cái tấm sắt này kìa. Đấy. Sắt kia thì lấy dọn ra đi để chỗ khác đi. Cái thanh thép ly á. Bao tay đấy còn lấy không? Bao tay đấy để phơi lên. Để phơi lên, lúc nào mà khô thì mình vẫn để dùng lại được khác. Đấy.
cái nào mà mình tận dụng được thì mình tận dụng, mình đừng có lãng phí. Khi mà có thì lúc mà mình không cần đến thì nó có thể là ở trước mặt mình nhìn ngổn ngang, nhưng mà đến lúc mà mình cần ấy, thì là không tìm không thấy đâu. Ông thì đã đi lâu chưa thế? Ông đi lâu rồi à? Hôm nay ấm hơn rồi nhỉ? Như là trong thời gian vừa rồi thì thời tiết trên vùng cao này không biết là dưới xuôi các bác như nào, nhưng mà ở chỗ chỗ lực ấy thì là rất là lạnh. Lạnh còn buốt lên nữa. Sân phần sân thì cũng khá là rộng rãi đấy, không có hẹp mà một chút nào cả cô bác ạ. Phải để ra đằng sau để mà có ánh nắng nhiều hơn thì mình đốt nó đi. Khi mà có ánh nắng ấy, thì nhìn vào trong ngôi nhà của bác này, hầu như là tất cả những cái từ những cái cửa sổ cho đến là cái phần bàn ghế thì nó tương đương là một cái màu chung cả. Bây giờ thì sẽ đột nhập đi vào phòng của ông trước xem là liệu ông có ngủ đây không. Ông thì không có ngủ đây cả cô bác ạ. Đấy, những cái chăn màn này thì cũng đã mua lên cho ông hết rồi cô bác. Ai màn thì chưa có, chỉ có mỗi chăn thôi. Vậy như các bác nhìn thấy là cái cửa, cái tủ này chẳng khác nào là cái cửa sổ cả. Đây thì báo cháu là khóa hết cửa rồi cô bác. Và tất cả những cái cửa cái tủ của cô bác thì nó đều là có cửa sổ hết nhá cô bác nhá. Ở trong này thì báo cháu cũng đã để đồ để đạc một chút rồi. Quần áo thì chưa thấy phơi lên. Ở trên này thì cũng có thêm một thanh là để mình để phơi quần áo. Và ở phần dưới này thì cũng có thêm là một cái ngăn để mà làm sao mình để chăn màn ở dưới này. Đấy, khi mà đến mùa hè thì mình có thể cất chăn vào mùa đông đi. Còn đến mùa đông thì mình lại lôi những tấm chăn ra để mà dùng. Đấy, còn bàn học của em Hải và em Sử của bác này. Đấy. Một cái bàn học mà cũng rất là sang và xịn mịn. Đấy, bàn này thì được làm bằng gỗ đàn nguyên khối của bác nhé. Để tận dụng lại cái cánh cửa sổ này để mình lấy ánh sáng để mà học luôn. Còn là ra phòng ngủ của em Sử xem nào. Thành điện chăn thì vẫn gấp thôi cô bác ạ. Đấy, nhưng mà cái tấm chăn này lại không có gấp được ấy đúng không ấy. Vừa rồi thì Sử cũng chia sẻ là chưa có lấy quần áo lên đây để mình treo. Rồi khi đi ra ngoài mọi cái thì đóng cửa vào thì bây giờ là mấy giờ rồi Sử? Không biết à? Bây giờ đồng hồ kia không? 3 giờ. 3 giờ à? Thế bảo không biết 3 giờ bao nhiêu? Chỉ biết 3 giờ. Chỉ biết 3 giờ thôi à? Gần 3 giờ nhé. Cái tủ này thì ok chứ nhỉ? Đấy nha, xem là có gì không, tủ này ấy. Đông nọ là mấy anh em để đá vào đây cô bác này, xem là nó có đông đá không. Khá là đông đá, không có ảnh hưởng gì. Đến mùa hè ấy, thì là để đá ở đây để mà mình uống nó mát nhá. Đấy. Đấy, cái vỏ tivi thì vẫn còn giữ cô bác nhá. TV là TV mà 43 inch. Ôi, thời tiết là nắng, khá là nắng ấy nhỉ? Nắng đẹp đấy. Thế thì từ hôm làm xong thì chăn màn mọi cái là đầy đủ hết thì ngủ đây là ngủ ra nhà dưới? Ngủ đây chứ. Ngủ đây à? Vâng. Với em Sử, ông ngủ đây không? Ông có à? Vâng. Thế buổi tối là sợ, nếu mà ngủ trên này hết thì cũng sợ là nhà dưới ai về trộm à? Không biết ạ. Không biết á? Chắc một thằng ngủ ở dưới thì ạ. Là một người chứ không phải là một thằng nhá. Vâng. Đấy, một người ngủ ở dưới, còn người một người ngủ dưới là chắc có khi là ông rồi nhờ. Không biết ạ. Hay là thay phiên nhau. Ăn cơm xong thì có thể là
đi xuống ấy ngó trâu xem là trâu ở thì không cái gì không có gì không mất thì lại lên trên này ngủ. Vâng. Ui bây giờ sương mù đang có vẻ như là đổ xô về nhà của Sử hay sao nhở, kéo một đoàn binh một đoàn luôn này, khá là ấy. Vừa rồi thì hai anh em cũng đã dọn xếp xong là nhà cửa mọi cái rồi các bác. Bây giờ thì đang trong một thời gian vừa rồi thì thời tiết khá là lạnh lẽo, cho nên là bây giờ mấy anh em mở hết cửa sổ ra để làm sao mà nó hít cái không khí nắng một chút. Sử thì vừa rồi bảo với cháu Lực là đi xuống này để mà lấy một chút củi nữa. Có dây không? Không có à? Thế mình lấy cái dây gì buộc? Không buộc à? Ừ. Đây này, dây này này. À từ từ, anh bây giờ anh chạy đi đóng cửa đấy nhá. Đóng khóa cửa, khóa chìa khóa không? Hay là bây giờ lại lên? Bây giờ lại lên luôn à? Cái củ này thì củi này thì bây giờ lại phơi phơi ra ấy nhỉ? Thì nó mới khô được. Quý là hôm nọ là một mình ông trẻ nhỉ ông ấy. Cái cây sao mộc này thì mấy nữa là sẽ để lại để làm gì? Mấy nữa sửa ạ. Làm một cái chỗ sàn phơi thóc ở đây này. Dùng lại cái cây sao mộc này là mình làm luôn. Cái này mang lên trên nhà mới em mang đi đâu? Xuống nhà kia à? Ê, ruộng nhà Sử là qua Tết là mới cày đúng không? Ồ, vừa rồi mình quên lấy một gói bánh xuống rồi. Tí Sử xuống lấy gói bánh cho các em ăn một gói nhá. Có các em ở nhà kìa. Các cháu là đang các cháu các em của Sử của bác ạ, là con của chú ấy thì đang ở nhà Sử để mà tôi được nhìn thấy là đang ngồi trên này để mà sưởi ấm. Ở đây thì cũng nhìn thấy là ba cháu đã trẻ củi này để mà làm mà củi. Cái này để phơi đây à? Sử đi ra trên nhà lấy bánh xuống cho các em một gói nhá. Các em thì đang ngồi ở đây để mà sưởi ấm đấy các bác này. Chào chú chưa? Chào chú. Nói đi. Không nói à? Bông nói đi. Chào chú. Chào chú. Rồi khoanh tay chào ông các bà đi. Chào ông bà. Rồi con tên là gì? Con tên là Giàng Thị Bông. Giàng Thị Bông, năm nay con được bao nhiêu tuổi? 4 tuổi. Được 4 tuổi. Ra đây nào, 7. Đứng dậy lên. Đấy, 7 thì hôm nọ là đi chợ các bác có mua cho 7 thêm một cái bộ bồ. 7 tên là gì? Tên là Giàng Thị Bảy ạ. Giàng Thị Bảy à? Thế năm nay được bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. Được 5 tuổi rồi. Thế thì bây giờ khoanh tay chào con các bà đi. Con chào con các bà. Rồi, nào đến lượt là thanh niên này nào. Sợ này các bác này. Sợ rồi. Nào, mong khoanh tay, khoanh tay. Thì chú cho bánh. Không là thì chú không cho nhá. Sợ. Ngồi ra đây sưởi ấm à bảy hả? Ra đây sưởi ấm à? Cho anh Sử đi lấy bánh về cho ăn nhá. Vâng, thế thì ngồi đây bây giờ ăn bánh, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Rồi đây, nó thang. Đó, chưa chào nhá, khoanh tay. Con chào các ông các bà. Con khoanh tay đấy. Con. Vâng, dạy em nói đi vâng. Con. Không nói.
Bảy đang làm gì? Đang dạy em à? Bảy thì dạy em. Tên là gì nhỉ? Tên là gì? Tên là Mông à? Tên là Mông à? Giang, Giang Xeo Mông à? Phải không? Thế hôm nay Bảy ra đây làm gì? Bố mẹ Bảy đâu? Ở nhà. Ở nhà làm gì? Ở nhà thôi. Ở nhà thôi. Đấy, anh Sử đi ra lấy bánh rồi kìa. Đấy. Anh Sử thì khi mà các bác chia sẻ những cái gói bánh cho thì cũng biết là đem lên. Nào đem lên đây cho các em một gói, cho chia cho các em một gói. Sử đem lên chia đi. Đấy, anh Sử lấy bánh cho rồi kìa. Nào Bông à, Mông đấy, anh Sử chia bánh cho rồi. Ra kia ngồi đấy, ra kia ngồi để anh Sử chia bánh cho. Ra kia ngồi đi Bảy. Bảy ra kia ngồi đi đấy. Bảy ra kia ngồi đi đấy, gọi cả Bông ra nữa. Đi ra kia, ra kia ngồi để anh Sử anh chia bánh cho. Sử chia bánh cho em xin nói đi. Em xin. Rồi. Alo. Hả? Alo à. Em xin. Em xin. Đấy. Nào bây giờ thì chào đi, có bánh rồi. Con chào con có bà. Em xin. Nói đi. Ngại không bác ạ? Chào con có bà. Con. Con nữa mà. Không có nói đâu nhờ. Cho các em là mỗi người là một hai gói ăn. Ăn đi, bóc đi. Không ăn được à? Không biết bóc à? Đấy nào à? Nào đi. Nhà chú của Sử thì cũng có khá là nhiều à, các bạn nhỏ của bác ạ. Có tận tới là 7 người. Anh trai thì đi ra ngoài làm thuê để mà lấy tiền, có tiền phụ bố mẹ nuôi các em để đi học, như làm về nhà là mua thức ăn này kia. Đấy, ở đây thì không phải là do là bà con muốn đẻ nhiều cả đấy, nhưng mà bà con cũng do là không có gọi là cái kiến thức mà để mà sinh nở của bác, thành ra là đẻ được rất là nhiều các bạn nhỏ. Đến lúc mà đến thời điểm hiện tại ấy, thì khi mà thấy mình đẻ nhiều quá thì mình ngừng đẻ và tìm cái cách. Nhưng con lên mà. Nhưng con lên mà đấy. Bây giờ Sử thì không ăn à? Ăn đi. Ăn cùng các em đi cho nó vui. Rồi anh xin. Đây anh. Đây, để đây. Năn hả? Có ngon không hả Bông? Bông có ngon không? Ăn. Bảy có ngon không? Ngon. Ngon à? Bông có ngon không? Ngon à, thanh niên này thì hôm nay là không có nói đâu nhá, thanh niên đấy. Cả hai nó biết là một thằng mày không? Không nói là không cho nó đâu. Sao anh Sử không cho nó đâu? Đường như này thì chiều tối có đi đón Hải không? Đường chưa khô đâu. Đường vẫn chưa khô à? Vâng. Đi một mình thì còn là khó lên cô bác ạ, vừa rồi cháu lực lên đấy. Xe thì mấy hôm nay để đâu ấy, xe của Sử ấy? Để nhà. Để nhà trên kia à? Vâng. Lần sau lên chú mua bánh cho nhá. Hôm nay là bà cho nhá. Nhớ chưa Bảy? Nhớ. Ồ, nhớ. Bảy thì có vẻ là biết là nói tiếng Kinh sói hơn đấy các bác ạ, Bảy á. Còn là thanh niên này thì có lúc nói có lúc không nói này. Thôi nếu mà không nói thì không cho nữa. Đây lấy lại đi. Đây Sử lấy lại đi, không cho nữa. Không cho nữa, không biết xin đây. Đúng rồi. Phải xin anh Sử. Xin nha, xin. À mà. Sao cấu rồi, nếu mà không xin không cho nữa.
sao không hay sao ấy. Xin. Đấy mới chịu nói. Tăng hạt tế. Anh Sử thì cũng là một người anh, cũng rất là thương nhiều các em. Mặc dù là các em là con của chú thôi, nhưng mà khi mà có những phần quà nào thì Sử là đều chia sẻ cùng với các em để mà ăn. Ở đây thì khi mà chú của Sử với lại Thím ấy thì cũng rất là thương yêu hai anh em. Thì khi mà các em lớn lên rồi thì chú lại nhận lại được tấm lòng của em Sử với em Hải là thương yêu tới các em. Đấy, coi như là gọi là bù đắp cho nhau của bác ạ. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng lên và chia sẻ cũng như là chuẩn bị, hai anh em là chuẩn bị để cho một ngày tân gia sắp tới để làm sao mà nó được vui mừng nhất có thể có bác. Và lên thì cháu Lực cũng có nói thêm một số đồ, một số điều nữa ở trên video thì có bác cũng đã nghe cháu Lực là nói qua rồi. Đấy, cũng xin cảm ơn các bác đã luôn luôn đóng góp những ý kiến và những cái bình luận của các bác để ở trên kênh. Cháu Lực cũng đọc được một số bình luận nói rằng là khi mà các bác nghe thì các bác là người lớn tuổi nhưng mà cháu Lực nói chuyện rất là nhanh đấy. Ở đây thì cháu Lực cũng đang cố gắng để mà làm sao mà sửa cái cách nói chuyện của mình để cho nó lưu loát nhất và cho các bác dễ hiểu nhất khi mà cháu Lực truyền tải những cái hoạt cảnh tới cho các bác để mà các bác cùng lắng nghe và hiểu thêm những cái hoàn cảnh mới khi mà cháu Lực lên chia sẻ. Hay bây giờ thì khi mà phải nói là lúc mà mới lên các bác này thì lên với các em cũng thế, ai ai nhân viên nếu hoàn cảnh nào thì đều cũng ngại ngùng. Thứ nhất là ngại ngùng về những cái góc máy quay này, và thứ hai thì là ngại ngùng người lạ khi mà mình chưa thực sự hiểu con người của người ta, cho nên là cũng không thể mà bộc lộ nhiều cái cảm xúc cũng như là nhiều thứ để cho một cái người mà lên mà cầm điện thoại quay mình và mình chưa thật sự hiểu người ta đấy thì là các em cũng chưa muốn là chia sẻ. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng lên và cũng ghi hình lại cho tất cả các bác là cùng xem khi mà nhà ba ông cháu là hoàn thiện tất xong mọi cái rồi và đã đi tới đến cái mức độ nào và tới đi đến quá trình nào, sắp đến ngày tân gia thôi. Còn là đến ngày tân gia hôm nào thì cháu Lực sẽ thông báo cụ thể ở trên kênh. Thì cũng rất là mong là sẽ được các bác lên cùng với lại ba ông cháu để mà chung vui lên nhà mới của bác nhá. Còn bây giờ thì chắc là hai anh em cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và đồng hành cùng cháu Lực. Cháu Lực xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Hẹn quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà, quý chú, anh chị. Đấy, nào bây giờ thì Bông nói con chào tạm biệt các ông các bà. Nói to lên, con chào tạm biệt. Con tạm biệt. Con chào tạm biệt. Tạm biệt các ông các bà. Ông ăn bà. Rồi, nào bây giờ thì 7 nhá. Ăn xong chưa? Đợi ăn xong thì khoanh tay xong là chào các ông các bà nhá. Nào khoanh tay vào. Con chào tạm biệt các ông các bà. Chào tạm biệt. Con chào các ông các bà. Con chào. Chào. Tạm biệt. Tạm biệt. Các ông các bà. Các ông các bà. Rồi, thanh niên này thì có vẻ không nói nữa. Nào, ba anh em cùng vẫy tay nào. Vẫy tay chào các ông các bà đi. Nào Bông. Bông đâu? Ở Bông đi, vẫy tay. Rồi. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi
thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.